Đây là bảo tàng nghệ thuật tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, nơi mà có đến hàng nghìn những tác phẩm nghệ thuật quý giá, nhiều giá trị. Và hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi thưởng thức từng cái tác phẩm nha. Hãy đi theo tôi. Chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu có cả. Vâng. Có cái đặc biệt là mình có cái duyên là để giữ lại thì là người ta mang đến người ta bán cho mình thì là đây này, ví dụ như là bức ảnh này là cũng là bức ảnh mà Văn Cao đấy. Vâng. Văn Cao là nhạc sĩ. Vâng. Hai vợ chồng đấy. Vâng. Thế Hùng mà bây giờ các cháu Thế Hùng Hùng về. Về văn hóa về, thì về, Mỹ học, có Mỹ học có một Lý Trân. Vâng. Trân thì hơn 200 năm. Vâng. Đây này, bức này quý, bức này bức tranh của Nguyễn Gia Trí này thì tuyệt vời rồi, không nói. Đây thì những bức tranh này là những bức tranh cổ từ năm 58 này. Đây đây này, cháu này đồ đồng đây này cháu, có phải là chỉ có đồ gỗ đâu. Cái là làm cho nó mềm mại được. Và đồ gỗ đấy.